mà anh. Mày con gì? Dạ con trai. Đâu phải con bóng mà tao cho mày bóng tay. Anh cho con gái anh. Ồ. Ôi cái quạt của em đâu anh? Anh ơi, trời, em là còn đứa con trai duy nhất trong gia đình hết á. Em mà anh đưa em tặng son cho em là chẳng khác đâu. Anh kêu em chuyển giới anh. Sao cuộc sống của em luôn luôn ảo tưởng vậy? Em nghĩ là đây món quà anh tặng cho em sao? Cái này anh tặng cho bà nội anh. Bà thèm cái mùi này lâu rồi, cái màu này lâu rồi. Đợi, xin lỗi. Bà thèm cái màu này lâu rồi. Bà nội đi. Cái quà nhất quà của em, anh cứ lấy cái quà của anh ra hoài. Lái nhãi hoài. Giữ lấy. Dạ có rồi anh. Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Cái gì đây, cái gì đây, quà thái đây, quà thái đây. Chuối thái. Không, chuối nhủi. À nè anh ơi. Dạ. Anh làm ơn cho tôi cái món rau. Đủ loại rau nha. Ai mua giùm. Ăn cái rau này đi. Ai mua giùm bông. Ê bé bé bé. Ê, em bán bông hả? Dạ. Chú ơi. Ờ, cái gì con? Chú mua bông tặng cô đi cô. À, chú mua bông tặng cô đi cô. Ủa, tụi nó đâu hết rồi? Giải tán rồi. Tại sao lại để giải tán? Tao đang chuẩn bị mà. Một tiếng rưỡi đồng hồ không giải tán mới lạ. Mày kêu tụi nó quay lại giùm tao. Không được. Tại sao? Vô bệnh viện hết rồi. Anh ơi tính tiền. Ờ. Chuẩn bị đi nha. Chuẩn bị làm gì? Con chúc cô chú vui vẻ. Con chúc bác vui vẻ. Rồi con cũng vậy nha. Ai mua giùm bông có. Ai mua giùm bông. À, giờ có bông rồi, giờ chỉ có ăn thôi. Nhỏ vậy mà đã đi bán hoa rồi ha. Lựa đi. Thôi, cái này là được rồi chưa? Rồi, em kêu cái giống gì ăn đi nha. À, thôi anh kêu đi. À đúng rồi. Em thích ăn rau. À anh ơi. Nạt đi, nạt đi. Nạt đi. Chế một nạt nhanh chứ. Cái gì anh bán gì? Nạt. Nạc là cái gì? Nạc cái gì nạc? Ông ơi ông, ở đây là quán của tôi đó nha. Bán xong đi liền hả? Vậy hả? Ờ rồi cho mày 30 giây thôi nha. Nạc nạc ngon rồi. Nghe máy tôi luôn anh hai ơi. Nhồi vậy đó. Trời. Anh tưởng mình đi trễ gì vậy chứ ai trời. Sướng gì bằng lúc